đằng sau Vinamilk, thương hiệu số 1 Việt Nam, là một câu chuyện đầy cảm hứng. Bắt đầu từ hệ thống trang trại bò sữa đạt chuẩn quốc tế Global Gap trải dài khắp Việt Nam, cho ra nguồn sữa tươi ngon thuần khiết, đến nhà máy sữa hiện đại bậc nhất thế giới ứng dụng công nghệ vận hành khép kín Tetra Master nổi tiếng toàn cầu của tập đoàn Tetra Pak Thụy Điển. Vinamilk mang đến những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng quốc tế cho sự phát triển vượt trội của trẻ em và chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Vinamilk luôn tiên phong dẫn đầu với các sản phẩm thiên nhiên thuần khiết chăm sóc sức khỏe gia đình. Làm đẹp hay đột phá với dòng sản phẩm organic cao cấp, vì sức khỏe cộng đồng, vì một Việt Nam vươn cao. Nhờ sữa Vinamilk mà con tôi thông minh và cao lớn lắm. Vinamilk, vị ngon cùng năm tháng. Ngày ba ly đôi mắt sáng ngời, ngày ba ly dáng vóc tuyệt vời. Thank you Vinamilk. Tự hào được hàng triệu gia đình Việt Nam tin dùng, Vinamilk sẽ luôn nỗ lực để xứng đáng với niềm tin dành cho thương hiệu số 1 Việt Nam. Là một thương hiệu mạnh, Vinamilk hoàn toàn xứng đáng trở thành nhãn hiệu số 1 Việt Nam khi đã chinh phục trọn vẹn niềm tin của người tiêu dùng từ nông thôn đến thành thị. Mỗi chiến dịch truyền thông của Vinamilk là một câu chuyện vui nhộn, sáng tạo và tràn đầy cảm hứng, xứng tầm là một trong 50 công ty sữa hàng đầu thế giới. Vinamilk luôn đi đầu với chất lượng quốc tế vượt trội. Tự hào là công ty dinh dưỡng số 1 Việt Nam, vì một Việt Nam vươn cao. Vinamilk, thương hiệu số 1 Việt Nam.